Người Do Thái trở về lập quốc, đó là một dấu hiệu trong giai đoạn cuối cùng, nhưng mà đó không phải là dấu hiệu duy nhất. Rồi lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy là có những dấu hiệu khác nữa mà Ngài cũng nói cho chúng ta biết ở trong Ma-thi-ơ này. Càng ngày càng nhiều tiên tri giả xuất hiện ra để mà lừa dối con người. Giáo thuyết, nó dùng những giáo thuyết mà chính lời của sứ đồ Phao-lô cũng như sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đừng để ai lừa dối mình và nói rằng Chúa nói nhưng mà Chúa không đến. Không, Chúa đến. Chúa không bỏ qua lời hứa của Ngài đâu. Đó là điều mà chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói cho chúng ta biết là trong những ngày sau rốt có nhiều kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt theo tình dục riêng mình đến mà nói rằng chỗ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên rằng buổi xưa bởi lời của Chúa Trời có các cùng trời và đất, đất ra từ nước và làm nên giữa nước, thế gian bây giờ cũng sẽ bị hủy phá như vậy, bị chìm bởi nước. Nhưng trời đất thời bây giờ, tức là giai đoạn chúng ta đang sống đây, và cũng là giai đoạn mà Thánh Phi-e-rơ viết điều này, cũng là bởi lời ấy mà còn lại để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá nó. Hỡi kẻ đất yêu dấu, chớ quên rằng trước mặt Đức Chúa Trời một ngày như 1.000 năm và 1.000 năm như 1 ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người ăn năn. Anh em chị em, lý do Chúa cho chúng ta biết khi mà cây vả nó bắt đầu nó trổ bông, đó là lúc mà cái thời điểm đi vào giai đoạn phần cuối cùng. Người Do Thái trở lại, đó là giai đoạn bắt đầu của phần cuối cùng. Nhưng mà còn những giai đoạn khác, còn những điều khác cần phải được xảy đến nữa. Christ giả càng ngày càng nhiều lên. Đó là lý do mà chúng ta thấy cái phần mà hôm nay chúng ta suy gẫm là Christ giả sẽ đến càng ngày càng nhiều. Như tôi nói với anh em chị em lúc đầu, thế kỷ thứ 18 có ít, thế kỷ thứ 19 có ít, thế kỷ thứ 20 có nhiều hơn 29 nhân vật tự xưng, và thế kỷ thứ 21 mà giai đoạn chúng ta đang sống bây giờ mới có 20 năm mà đã có 7 nhân vật, hơn 7 nhân vật. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Rồi những giáo thuyết để ru ngủ, đó là một cái điều mà như tôi vừa đọc là họ dùng cái đó, giáo thuyết đó. Họ nói Chúa hứa mà Chúa không đến. Không, anh em chị em ơi, Chúa cho nhiều dấu hiệu chứ không phải chỉ có một dấu hiệu. Mà Chúa nói khi nào thấy cây vả, đó là bắt đầu chứ không phải là cuối cùng. Rồi chúng ta chú ý đến cái điều mà người ta để ý này. Phần của chúng ta là phải sốt sắng rao giảng lời của Chúa. Và những cái tiên tri giả và giáo sư giả này thì họ để ý cho chúng ta, họ dạy dỗ chúng ta chú ý vào những điều tạm bợ ở trần thế này. Đó, ngày hôm nay chúng ta thấy có những sự dạy đạo khuyến khích con người chỉ chú ý vào sự giàu có trong thế trong cuộc sống tạm bợ này thôi. Tức là cũng dùng lời Chúa, nhưng mà nhấn mạnh vào khía cạnh đó. Anh em chị em, Chúa không định cho chúng ta sống một đời sống thiếu thốn, nghèo khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý vào điều đó nhiều quá, thì đó là điều mà sự lừa dối nó sẽ đến với chúng ta. Và lời Kinh Thánh gọi những người dạy chú ý đến những điều đó là giáo sư giả. Còn Christ giả thì nó xưng nó là Đấng Christ. Còn giáo sư giả thì dạy dỗ những điều mà ru ngủ những người tin Chúa để chú ý vào những điều tạm bợ. Họ cũng dùng lời Chúa công bố
tuyên xưng đức tin. Nhưng mà chú ý vào những điều tạm bợ. Anh em chị em ơi, tất cả những điều gì mà Ngài ban cho chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta không đem đi được. Chỉ có những điều mà chúng ta đem đi được, đó là linh hồn những người mà chúng ta đem về với Chúa. Đó là phần thưởng, đó là cơ nghiệp mà tôi với anh em chị em chúng ta có thể đem đi khi chúng ta lìa cõi đời này được. Hoặc là cái phần thưởng mà Ngài dành để cho chúng ta khi Ngài làm sự phán xét cho nhân loại. Ru ngủ chúng ta, có những giáo thuyết ru ngủ rằng nếu mà Chúa định cho tôi được cứu thì tôi sẽ được cứu, không cần phải bận rộn làm chi rao giảng lời Chúa. Anh em chị em có những giáo thuyết như vậy để ru ngủ những người tin Chúa, làm công việc của Ngài. Điều đó cũng đã được lẫn lộn vào trong sự rao giảng lời Chúa ngày hôm nay chứ không phải không. Rồi có những giáo thuyết là tin rằng không có hình phạt đời đời. Nếu mà người nào bị phạt thì Ngài quăng vào hồ lửa rồi sẽ tan biến đi luôn, không còn phải đối diện với sự đau khổ đời đời. Nhưng mà chúng ta biết lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa cho con người rất là nhiều cơ hội để mà ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho con cái loài người. Nhưng mà rồi khi con người tiếp tục chối bỏ con người, tôi chối bỏ Ngài cho đến khi chấm dứt hơi thở này thì sẽ đi vào cõi hư mất đời đời. Cho nên có những giáo thuyết nói là đi vào hồ lửa rồi sẽ tiêu đi hết tất cả, không biết chi nữa. Anh em chị em hãy nhớ, sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự sống của Ngài, là sự sống không hề hư mất. Chỉ có một điều là biết đến Chúa thì trở về cùng Ngài, và chối từ Ngài thì sự sống đó là sự sống đời đời, để đem đến sự hình phạt đời đời. Rồi ngày hôm nay có những cái giáo thuyết họ pha trộn giữa tin mừng của Chúa và giáo thuyết của một cái tôn giáo mà cũng nói đến thờ phượng Đức Chúa Trời là Hồi giáo. Đó cũng làm ru ngủ con người. Tin làm sao cũng được. Không có anh em chị em. Chúa Giêsu nói làm sao? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta, không ai được đến cùng cha. Chỉ có một con đường duy nhất là qua Đức Chúa Giêsu Christ. Được sanh ở tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm, chứ không phải bất cứ ai ngày hôm nay đến và công bố mình là Đấng Christ được sanh ra. Nhưng mà thực sự được sanh ra bởi tình dục của con người, người nam người nữ, chứ không phải Ngài được sanh ra bởi thần cảm của Đức Chúa Trời, giống như con Đức Chúa Trời đã được đến thế gian hơn 2.000 năm trước đây. Anh em chị em, chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế giới này hơn 2.000 năm trước đây, để con người không có thể nào làm công việc lừa dối được ngày hôm nay. Vì đó là thời điểm loài người không có thể khiến cho người nữ đồng trinh thụ thai được. Ngày hôm nay loài người có thể làm được điều đó. Họ có thể lấy một cái trứng của người nữ và lấy cái tinh của người nam cho nó thụ thai ở ngoài. Họ không cần phải ăn ở với nhau để được thụ thai, rồi cho nó thụ thai ở ngoài, rồi đặt nó trở lại lòng của người nữ để cho nó lớn lên. Anh em chị em, Chúa chúng ta đã đến trong thời điểm loài người không có thể làm được điều đó, để không có ai có thể lừa dối được. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và không những vậy, Đức Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài từ trời đến là Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là cái chứng minh lớn hơn nữa mà Ngài đã làm cho chúng ta biết rằng Ngài từ trời đến. Cho nên chúng ta không thể nào để cho Christ giả, tiên tri giả lừa dối chúng ta. Tiên tri giả thì dạy những giáo lý, những đạo lý pha trộn để đem con người đến sự ru ngủ trong niềm tin của mình, hoặc là tin sai lầm. Còn Christ giả là những kẻ đến xưng họ là Đấng Christ tái lâm để lừa con người đi theo họ, thờ họ. Đó là hai hình thức khác nhau, chúng ta phải để ý. Cái hình thức là Christ giả thì chắc chắn là đi trong sự hư mất đời đời. Còn tiên tri giả còn có cơ hội ăn năn nếu mà nhận biết ra được, lìa bỏ nó
và trở về. Và đúng là cơ hội nào cũng có thể ăn năn, nhưng mà phải lìa bỏ. Một cơ hội thì không nhận được phần thưởng, một cơ hội để mà tiếp tục tin cho đến qua, khi qua cõi đời này thì ở trong sự hư mất đời đời. Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý. Christ giả và tiên tri giả, tiên tri giả, giáo sư giả là cái phần mất phần thưởng. Nếu không ăn năn thì có thể mất luôn sự sống đời đời. Nhưng mà có cơ hội tỉnh thức, một điều rất là rõ ràng cho chúng ta thấy là có nhiều nhóm trải qua trong lịch sử của Hội Thánh, họ đã tiên đoán ngày tháng nào mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Chứ không phải không, bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 được ghi chép lại trong từ điển Bách Khoa đó, từ thế kỷ thứ 16 được ghi chép lại. Trước đó có thể, nhưng mà không được ghi chép lại thôi. Từ thế kỷ thứ 16 bắt đầu có những nhóm nói về sự Chúa đến và nói rằng Chúa đến ngày này tháng này, nhưng mà họ xác định những ngày của Chúa đến nhưng nó không trở lại. Tại vì sao? Tại vì Chúa đã nói rồi, ngày và giờ chỉ có Cha trên trời biết thôi, không ai biết hết. Nhưng mà họ làm một công việc đi ra ngoài điều Chúa dạy dỗ, và họ tiên đoán ngày tháng năm mà Chúa đến, Chúa không đến, vì tất cả những điều gì Chúa nói nó chưa được ứng nghiệm một cách trọn vẹn thì Chúa chưa đến. Rồi đến năm 1844 thì có một cái nhóm nữa mà do một người có tên là Müller tiến đoán là Chúa Giêsu sẽ đến vào cái thời điểm đó, tháng 4 ngày 18, họ xác định ngày đàng hoàng. Và cái nhóm đó sau này, cái ông Müller khi Chúa không đến ông ăn năn, nhưng mà những người đi theo ông họ không ăn năn, và họ thiết lập thành một cái nhóm ngày hôm nay được gọi là Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là điều anh em chị em chúng ta để ý. Rồi trong Hội Thánh Anh Giáo trong thế kỷ thứ 16 cũng có những sự tiên đoán, và ngay cả trong những hội, những người tin Chúa, tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh cũng có những sự tiên đoán mà ngày Chúa đến cũng không đến. Rồi ngay cả có một cái nhóm được gọi là Calvary Chapel mà gần nhất trong giai đoạn mà chúng ta sống ngày hôm nay đây, họ cũng tiên đoán, họ nói là năm 1981 đó là lúc mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Lý do là vì họ lấy năm 1940, tức là thời điểm mà nước Do Thái trở lại, cộng thêm 40 năm, họ cho đó là thời điểm của một thế hệ, rồi họ trừ cho 7 năm đại nạn, thì ra năm 1981. Rồi ngay cả có những người tin trong thời của như nhân chứng Đức Giê-hô-va, họ tuyên bố rất là nhiều lần ngày Chúa đến, nhưng mà không bao giờ xảy đến. Vì tất cả những dấu hiệu mà Chúa Giêsu nói nó chưa được hoàn tất. Cho nên Christ giả là một trong những dấu hiệu đã luôn luôn xảy đến trong lịch sử Hội Thánh cho đến ngày hôm nay. Và sứ đồ Phao-lô cũng như chính Chúa Giêsu đã cảnh cáo trong Ma-thi-ơ đoạn 24 mà chúng ta vừa đọc. Rồi giáo sư giả, tiên tri giả thì nói đến ngày sáng mà Đức Chúa Giêsu đến, không đến. Và ngày hôm nay có những Hội Thánh được thành lập qua những sự tiên đoán sai trật đó, chứ không phải là không. Rồi trong Lutheran cũng có những xác định ngày tháng để Chúa đến. Rồi trong Mộc Môn cũng có. Rồi những người Mennonite cũng có. Rồi trong những người trưởng lão cũng có. Rồi ngay cả trong Hội Thánh Công giáo La Mã thì tiên đoán, có nghĩa là ông Luther đó là người đến, là Đấng Christ giả. Anh em chị em, nhiều cái sự tiên đoán, tại vì Chúa nói chỉ có Đức Chúa Cha ở trên trời biết ngày tháng. Chúa cho những dấu hiệu, phần chúng ta ngày hôm nay ngày đến dấu hiệu đó, chúng ta học thật kỹ, quan sát thật kỹ để biết chuẩn bị, chứ không phải để xác định ngày tháng cho Chúa để ngày đến. Cho nên Christ giả đó là một dấu hiệu rất là lớn, tiên tri giả là dấu hiệu kèm theo mà ở trong giữa Hội Thánh của Chúa, và giáo sư giả cũng là dấu hiệu xuất hiện ở trong Hội Thánh của Chúa. Chúng Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta biết một điều: chỉ có Cha ở trên trời biết thời điểm mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu cho chúng ta biết dấu hiệu,
nhiều dấu hiệu. Đó. Một trong những dấu hiệu của thời điểm bắt đầu đó là cây vả mọc. Rồi càng ngày càng nhiều tiên tri giả và giáo sư giả xuất hiện. Rồi đấng Christ giả xuất hiện. Anh em chị em, chúng ta là những người tin Chúa ngày hôm nay, phần của mình luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Chúa nói rồi, khi mà thấy cây vả nó mọc thì biết ngày Chúa gần. Chứ Chúa nói, chứ Chúa Giêsu không có nói ngày tháng năm. Chúa Giêsu nói nó gần. Cây vả nó là biểu tượng của xứ Do Thái. Gần 20 mấy thế kỷ, và kể từ lúc mà họ đi ra khỏi thành Jerusalem làm nô lệ sau khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, thì ít nhất 19 thế kỷ họ đã bị mất cái quốc gia đó. Và Chúa Giêsu nói đến ngày cuối cùng Ngài sẽ đem họ trở lại. Đó mới là sự bắt đầu của giai đoạn đi vào thời kỳ cuối cùng. Thì Chúa Giêsu không nói đó là ngày cuối cùng. Rồi Chúa nói xem cái dấu hiệu cây vả để biết mà chuẩn bị. Rồi càng ngày tiên tri giả càng xuất hiện nhiều, giáo sư giả càng xuất hiện nhiều, tức là nhiều giáo thuyết ở giữa hội thánh của chúng ta dạy dỗ làm cho con người ru ngủ. Chúng ta biết ngày hôm nay có những hội thánh họ rao giảng là Đức Chúa Trời, nếu mà Ngài phán xét con người, quăng con người vào cõi đời đời thì Chúa tàn ác quá. Anh em trên lý luận của họ rất là hay, nhưng mà nhớ, trước khi Đức Chúa Trời làm điều đó, trước khi Ngài làm điều đó, Ngài cho con người bao nhiêu cơ hội để con người ăn năn, chứ không, Chúa không phải là chỉ nói một lần. Chúa luôn luôn cho con người cơ hội ăn năn, luôn luôn con người có cơ hội ăn năn để trở về, để lìa bỏ những giáo lý giả dối của Satan ma quỷ, để lìa bỏ những giáo sư giả dạy dỗ những đạo lý mà pha trộn để ru ngủ con người. Đó là phần, anh em chị em, phần của chúng ta phải để ý và suy gẫm lời Chúa, chuẩn bị cho linh hồn mình. Nhớ một điều, cây vả đã trổ bông, đã mọc mầm, và nhớ người Do Thái đã trở về đất của họ. Và một cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rất gần đây nhất là người Ả Rập và người Do Thái có chiến tranh. Và người Do Thái, người Ả Rập họ nói là họ sẽ xúc người Do Thái đổ xuống biển Địa Trung Hải. Nhưng mà chúng ta thấy đây là thời điểm rất là đặc biệt. Thậm chí đến nỗi những người làm chính trị nước Mỹ này nói, chúng ta biết 20 mấy năm vừa qua không có một nước Ả Rập nào. Ả Rập là con cháu của Ismail, tức là dòng dõi của Abraham, qua nàng hầu Aga. 20 mấy năm vừa qua không có một hiệp ước nào. Chúng ta biết trong một tháng trước đây, hai quốc gia đã ký cái hiệp ước hòa bình với Do Thái. Và rồi những người làm chính trị ở đất nước này họ còn nói là sẽ có ít nhất 7-8 quốc gia sẽ đi vào hiệp ước hòa bình với Do Thái trong thời gian rất là gần. Anh em chị em, đó là thời điểm chuẩn bị. Vì đây là câu kinh thánh mà tôi muốn đọc cho anh em chị em biết, ở trong Tê-sa-lô-ni-ca cũng nói đến cái sự cảnh cáo đó cho chúng ta. Ở trong một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 thì nói về thời kỳ cuối cùng. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần phải viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ ràng rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Kìa, người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn cho người đàn bà có nghén, và người ta không tránh khỏi đâu. Tức là trước khi Đức Chúa Giêsu đến một cách bất thình lình, thế giới và nhất là cái vùng mà chiến tranh
luôn luôn kéo dài từ khi người Do Thái trở về, người ta sẽ nói đến sự hòa bình, sự yên ổn. Anh em chị em, nếu qua giai đoạn này mà 7-8 nước nữa sẽ đi vào sự ký kết hòa bình với người Do Thái, thì đó là giai đoạn mà lời này sẽ được ứng nghiệm. Người ta sẽ nói bình hòa, hòa bình đấy, và yên ổn. Bởi vì tất cả những nước xung quanh Do Thái ngày hôm nay là những nước của người Ả Rập, là những nước của con cháu Ismail. Và khi sự hòa bình giữa họ sẽ được ký kết giữa đa số những quốc gia xung quanh Do Thái, thì đó là lúc mà người ta sẽ nói cái câu này: hòa bình, yên ổn. Tại vì đây là cái nơi mà xảy đến nhiều cái sự chiến tranh của các cường quốc với nhau. Và ngày cuối cùng thì Chúa cũng nói đến điều đó. Người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, nhưng tai họa thình lình vụt đến. Khi nhiều nước, nhiều người trên thế gian nói rằng cái cuộc chiến tranh mà nguy hiểm nhất, mà nhiều người sợ nhất là chiến tranh được nổ ra tại Trung Đông. Khi người ta nói hòa bình, yên ổn, mà người ta tưởng đó là thời điểm chấm dứt chiến tranh của Trung Đông, thì chiến tranh nó sẽ xảy đến. Vì đó là giai đoạn Christ giả cũng sẽ được cơ hội nắm quyền cai trị trên thế giới trong thời gian tạm bỡ trước khi Đức Chúa Giêsu đặt chân xuống để Ngài thiết lập sự cai trị của 1000 năm hòa bình thực sự. Cho nên Christ giả luôn luôn xuất hiện kể từ khi Đức Chúa Giêsu về trời để lừa dối những người tin Chúa. Còn giáo sư giả và tiên tri giả là những người ở dưới vòng những người tin Chúa, dạy những điều làm cho con người ru ngủ trong niềm tin của mình, hoặc là tin sai lạc để rồi bị đi vào hình phạt với những sự hư mất mà đã dành sẵn cho những kẻ chối bỏ lẽ thật một cách toàn vẹn. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta cần phải để ý. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 24, cái phần từ câu 3 tới câu 5, đó là cái phần mà trong giai đoạn chúng ta đang sống ngày hôm nay. Còn Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 23 cho đến câu 27, đó là câu 28, đó là cái phần mà sẽ xảy đến trong giai đoạn cuối cùng khi Christ giả thực sự hoặc là Antichrist xuất hiện để thiết lập sự cai trị tạm thời qua con cái loài người, qua những kẻ không tin vào Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại để cứu chuộc họ, nhưng họ muốn thiết lập sự hòa bình trong cái phương tiện của con người, thì đó là những người sẽ đi theo Christ giả này. Giai đoạn chúng ta đang sống là giai đoạn mà những sự cám dỗ sẽ đến từ câu 3 cho đến câu 5 ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Rồi giai đoạn mà hội thánh được đem ra khỏi rồi, thì đó là giai đoạn mà Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 15 cho đến câu 27 được thành hình, sẽ thiết lập sự cai trị, rồi nó sẽ làm những sự gớm ghiếc ở tại nơi đền thờ. Và trước đó đền thờ Do Thái cũng sẽ có cơ hội được, đền thờ Jerusalem cũng sẽ có cơ hội được xây dựng lại. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh em cho em để ý. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở lại, nhưng mà nhớ, trước khi Ngài trở lại, Christ giả trải qua lịch sử. Rồi khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài có hai giai đoạn. Một giai đoạn Ngài đem hội thánh ra và phán xét theo những người đã đi theo Ngài để phân chia cho họ sự cai trị. Rồi lúc đó là Ngài chưa đặt chân xuống đất, rồi Ngài cùng các thánh theo Chúa, tin Chúa ngày hôm nay, bây giờ tôi, quý vị và những người từ trong quá khứ, từ khi Đức Chúa Giêsu đến và các sứ đồ đã truyền lời Chúa, cùng đi theo Chúa đến thế gian này. Ngài phân chia cho họ làm công việc để cai quản thế giới trong giai đoạn tạm thời 1000 năm. Rồi những con người sống ở thế gian này mà trải qua trong giai đoạn, họ vẫn tiếp tục là những người sống bình thường, sanh sản trong giai đoạn 1000 năm. Cuối 1000 năm, quyền lực của sự tối tăm
được thả ra để cám dỗ những người chưa bao giờ từng trải sự cám dỗ. Để rồi đến cuối 1000 năm sẽ đi đến sự kết thúc tất cả những điều gì mà Satan ma quỷ đã len lỏi vào trong cái thế giới của loài người, mà lừa dối con người, tổ tiên của loài người Adam Eva. Thế rồi tôi và quý vị ngày hôm nay phải trải qua sự chết tạm thời trong thân xác nếu Đức Chúa Giêsu chưa trở lại khi chúng ta đến thời điểm phải trở về cùng Ngài. Còn nếu chúng ta sống mà còn sống khi Ngài trở lại thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự chết, giống như trong 1 Côrintô đoạn 4 nói là chúng ta sẽ được biến hóa, thân thể chúng ta sẽ được biến hóa để rồi chúng ta đi lên gặp Chúa. Anh em chị em, chúng ta không đi bằng tốc độ ánh sáng, chúng ta sẽ đi bằng tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cho nên thân thể này không thể nào đi qua cái vùng khí quyển này được. Chúng ta thấy cái phi thuyền của Mỹ mà nó đi qua vùng khí quyển nó bị đốt cháy không? Nó mới chỉ đi có 20 mấy 30 ngàn dặm 1 giờ, chứ không phải tốc độ ánh sáng là 300 ngàn cây số 1 giây. Anh em chị em, chúng ta không đi bằng cái tốc độ đó. Chúng ta sẽ đi bằng tốc độ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Chúng ta không biết chúng ta gặp Chúa ở trên trời chỗ nào, bao xa chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta không đi bằng cái tốc độ đó. Anh em chị em, chúng ta nhớ, đó là điều chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiếp tục học về những dấu hiệu khác trong những lần mà chúng ta sẽ suy gẫm tiếp tục về lời hứa mà Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta để ý đến Christ giả và tiên tri giả cũng như giáo sư giả. Và cảm ơn Chúa, đó là điều mà lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta, cho chúng ta biết để chuẩn bị và không đi vào sự lừa dối của quyền lực tối tăm. Anh em trên, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, sự nhân từ của Ngài, và Chúa luôn luôn nhắc nhở cho chúng con, để cho chúng con những dấu hiệu, để chúng con luôn luôn chuẩn bị đời sống chúng con để sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại, để Chúa yêu dấu ở cùng tất cả anh em trên chúng con, ban cho chúng con luôn luôn sẵn sàng. Lạy Chúa, mặc dù chúng con bận rộn trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù chúng con bận rộn trong những gì trong cuộc sống tạm bợ này, nhưng Chúa ơi, nhắc nhở bởi lời của Ngài cho chúng con luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng để khi Ngài đến bất thình lình. Đối với thế gian này là bất thình lình, nhưng Chúa không muốn chúng con khi Ngài đến là bất thình lình, để chúng con nghe được tiếng kèn mà thiên sứ của Đức Chúa Trời Ngài sẽ thổi, và chúng con đi đến cùng Ngài trong tiệc cưới trên con. Chúng con cảm ơn Chúa, để Chúa yêu dấu ở cùng anh em chị em chúng con, ban cho chúng con cơ hội siêng năng xuất sắc và chuẩn bị để sẵn sàng làm công việc của Ngài trong những ngày chờ đợi này, và sẵn sàng nhận biết khi tiếng kèn của Chúa gọi chúng con đi đến cùng Ngài để dự tiệc cưới trên con. Chúng con cảm ơn Chúa, để Chúa ở cùng anh em chị em chúng con luôn luôn trong mọi lúc, mọi nơi, mọi khi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được thông công trong thân thể của Ngài, tiệc thánh này, để nhắc chúng con ngày mà Chúa đã trở hy sinh cho chúng con và ngày Chúa trở lại. Chúng con sẽ hội hiệp cùng Ngài để dự tiệc cưới trên con trong ngày Chúa trở lại nữa. Chúng con cảm ơn Cha, để Chúa Thánh Linh hả hơi trên của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Anh em chị em đã chuẩn bị, chúng ta cùng nhận lấy. Cũng một thể ấy, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là dấu ước mới trong huyết ta, thế khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Anh em chị em chúng ta cùng nhận. Tôi cầu nguyện cho sự dâng hiến. Hôm nay cũng có một cái điều mà kêu gọi
Anh em trên nào có sự cảm động thì chúng ta dâng hiến. Chúng ta biết Hội Thánh ân điển cộng đồng đó, thì Chúa cũng cho họ cái cơ hội có cái cơ sở mà Hội Thánh Mỹ đã giao cho họ sử dụng một cách toàn quyền. Nếu anh em chị em nào có sự cảm động mà chúng ta muốn dâng vào công việc này thì cứ liên lạc cho tôi biết và dâng hiến là bao nhiêu vào công việc đó. Chúng ta nhớ đây là công việc mà chúng ta dâng hiến thêm vào những gì mà chúng ta dâng hiến cho công việc nhà Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta nhớ đây là một cái mục dâng thêm. Nếu anh em chị em nào không dâng thêm vào được thì cái đó không sao. Nhưng mà tôi nhắc, chúng ta đừng lấy cái mục dâng cho Hội Thánh để dâng vào cái phần chúng ta dâng để giúp anh em chúng ta Hội Thánh lân cận của Chúa để tiếp tục công việc sửa chữa cái nơi thờ phượng một cách tốt đẹp hơn. Nếu anh em chị em nào muốn làm công việc đó thì cứ thách cho tôi biết và muốn dâng bao nhiêu vào công việc đó thì chúng ta sẽ có cơ hội làm. Anh em chị em có thể viết thơ gửi đến, cứ để tên của Hội Thánh là SCCOG, rồi chúng ta để cái mục bên dưới là dâng hết giúp cho việc công việc sửa chữa cơ sở của Hội Thánh Ân Điển, cộng đồng Ân Điển. Chúng ta cầu nguyện trước khi sự dâng hiến. Chúng ta cầu nguyện cho cả hai phần, dâng hiến cho công việc nhà Chúa giữ vòng chúng ta và dâng hiến cho việc giúp anh em chúng ta trong việc sửa chữa công cơ sở tại đó. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng ban cho chúng con mọi sự, và Chúa là đấng sắm sẵn cho chúng con mọi nhu cầu. Chúa chúc phước cho anh em trên chúng con trong sự dâng hiến bởi tấm lòng chúng con, sự kêu gọi mà Ngài đặt để trong lòng chúng con, để Chúa cho sự dâng hiến vào công việc nhà Ngài, cũng như sự dâng hiến mà chúng con muốn đón nhận để giúp đỡ anh em chị em chúng con xây dựng cơ sở, sửa trang cơ sở để sự thờ phượng Chúa được càng ngày càng tốt đẹp hơn tại cơ sở mới. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được dự phần vào công việc này nữa. Chúa ở cùng anh em chị em chúng con và chúc phước bội phần cho họ trong sự dâng hiến bởi tấm lòng hy sinh của họ cho việc nhà Chúa giữa vòng chúng con, cũng như những gì mà Chúa đặt để cho họ trong sự dâng hiến giúp đỡ công việc nhà Chúa giữa anh em chị em chúng con trong Hội Thánh Ân Điển cộng đồng. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì Chúa Ngài chúc phước bội phần hơn, đền bù lại những sự hy sinh mà anh em chị em chúng con hy sinh cho công việc nhà Chúa giữa vòng chúng con và nơi anh em chị em chúng con ở trong vùng San Jose này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em. Chúng ta chúc phước cho nhau.